Hello, chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông của âm thanh Tân Tiến. Và nếu như bộ dàn nhà các bác đang gặp một vấn đề đó là tiếng bí, không được hay, nó không thoát tiếng thì có rất là nhiều nguyên nhân. À, nguyên nhân lớn nhất có thể là do loa, à, nguyên nhân thứ hai là có thể là do chiếc vang của chúng ta và có một nguyên nhân nữa à, dẫn đến tình trạng là chất lượng âm thanh đầu ra nó không được sạch sẽ, nó không được uh, trong trẻo, đó là do chiếc đẩy của nhà chúng ta và uh, một chiếc đẩy tốt thì đánh ra một công suất uh, tương đối lớn và uh, một chiếc đẩy nó cho ra một cái đường tín hiệu nó sạch sẽ, nó chi tiết và ngày hôm nay em có một chiếc đẩy hàng nhập khẩu chính hãng của thương hiệu BF có model là XRI năm và con đẩy này thì em đánh giá là chất lượng uh, âm thanh cho ra rất là sạch các bác nhé Và nó sẽ loại bỏ cái tiếng ù uh, nhiễu cũng như là tiếng bí của dàn âm thanh nhà chúng ta. Và đây là một dòng đẩy nhập khẩu chính hãng của thương hiệu BF Audio và nó có đen là XRI 5000. Uh, và đây là một series XRI nó có rất là nhiều model. Uh, ở đây thì em đang giới thiệu cho các bác một dòng uh, đẩy hai kênh dành cho gia đình các bác nhé các bác chơi gia đình những cái dòng đẩy hai kênh này thì nó rất là phù hợp nhất là nó phù hợp về công suất cũng như là phù hợp về cái chất lượng âm thanh nó cho ra một con đẩy hay thì nó cho ra một cái đường tín hiệu nó sạch sẽ nó không bị ù nó không bị tối tiếng nó thoát tiếng thì con đẩy này thì em đặt đánh giá chất lượng nó rất là tốt các bác nhá và series xri 5000 là một dòng series với cái model này để các bác chơi gia đình và em sẽ cùng các bác đi tìm hiểu cái con đẩy hàng nhập khẩu của BF Audio có model là XRI 5000 các bác nhé và đây là chiếc thùng của XRI đấy các bác có thể nhìn luôn được là trên cái thùng của chúng ta nó sẽ có là logo của BFA Audio XRI là series của chiếc đẩy này các bác nhé và ở đây là thuộc dòng đẩy hai kênh để các bác chơi gia đình và những chiếc đẩy này thì nó đầy đủ cocq cho các bác nhé các bác xuất được hóa đơn đầy đủ đầy đủ cocq và nó sẽ có là trang web của của hãng này đấy và tem chính hãng của bf này nó sẽ có mã quét qr này các bác này đấy nó sẽ mô phỏng cái mặt con đẩy này trên chiếc thùng này các bác nhé các bác có thể nhận diện được luôn và nó sẽ có label của cái model này đấy nó sẽ có là uh, cái thông số kỹ thuật này 570 x 470 x 160 mm đấy là uh, kích thước uh, dài rộng và chiều sâu của chiếc đẩy này các bác nhá và nó có trọng lượng là 15 kg uh, để mà nói một con đẩy uh, khai thác công suất tốt thì uh, cần một yếu tố thứ nhất là sò tốt này à, nhiều các bác quan niệm là cứ phải nhiều sò thì nó mới khỏe nhưng không phải à, phải kể đến là chất lượng của sò gì nhá quan trọng là sò gì và mạch gì à, với những cái mạch đời cao bây giờ thì nó khai thác hiệu năng rất là tốt và uh, chiếc uh, đẩy bf này thì uh, uh, sử dụng với mạch lát hát các bác nhá và lát, mạch lát hát là Uh, mạch bây giờ là rất là mới và uh, nó có một cái hiệu năng cho ra rất là tốt và nó khai thác được cái chất âm rất là sạch sẽ. Nó không như những cái mạch ở đời rất là sâu như ngày xưa và uh, những con đẩy phải ráp lên phải uh, thêm rất là nhiều sò. Đấy nhưng mà với những cái uh, con đẩy như này thì không cần quá là nhiều sò các bác nhá và uh, chỉ cần là 24 sò thôi. Nó gvk rất là xịn các bác nhá. Và uh, công suất nó cho ra là uh, 500W ở ờ, ở 8 ôm. Đấy, ở đằng sau này. Ờ, hãng nó có đề luôn này, đề luôn này. 500W 8 ôm, 4 ôm là 750W và 2 ôm nó có thể xuống là 2 ôm các bác nhá, là 800W này. Đấy. Và à, dòng sản phẩm này là thương hiệu của Nhật Bản và nhà máy đặt tại Taiwan các bác nhá. Đấy. À, Designer California USA, nó gọi là thiết kế, thiết kế của Mỹ các bác nhá. Đấy. À, và những cái dòng đẩy như này thì các chơi gia đình thì nó sẽ có ba uh, chế độ, uh, một là panel này, à uh, này và drive các bác nhá. Uh, và khi mà các bác chập hai kênh drive lại thì nó sẽ uh, là 1200W ở 8 ôm. Đấy. Một con đẩy này thì uh, nó không quá là khỏe. Theo đánh giá thì nó không quá là khỏe, nó sẽ có thể đánh được uh, một cặp full 30 và uh, một cặp loa làm bass 25 các bác nhá. Uh, nhưng mà quan trọng, quan trọng là cái chất tiếng Đấy, cái chất tiếng của nó cho ra rất là sạch sẽ và nó phải là hay các bác nhá. Ở cái chiếc đẩy Crown của Hackman ấy thì có rất là nhiều series, có rất là nhiều model nhưng mà đa phần là đẩy công suất không quá lớn, nó sẽ dao động 350W đến 400W đến 500W nhưng mà nó sẽ có giá thành từ 8 triệu này, 10 triệu này, 20 triệu cũng có. Đấy, những con đẩy của Crown công suất 700W, 600W và chất nó hay như thế thì nó cũng sẽ dao động từ khoảng 20 triệu đến 30 triệu là hết sức là bình thường các bác nhá. Nên là một chiếc đẩy hay thì người ta không đánh giá cao phần công suất lớn, người ta chỉ cần cái chất lượng và công suất của nó khai thác vừa đủ thôi, không cần quá là lớn làm gì tại vì chúng ta là chơi karaoke gia đình. Với những dòng phân khúc đẩy mà để chơi sự kiện cũng như là phòng hát thì cần là công suất khỏe ưu tiên là công suất khỏe phải lớn phải đủ tải cho hệ thống uh, âm thanh đấy và kéo cho một con súp kép nữa uh, và những cái súp hơi súp hơi để các bác uh, khai thác với không gian rộng thì cần công suất lớn khi mà công suất công suất cần công suất lớn và chất lượng âm thanh hay thì giá thành nó sẽ đội lên rất là cao các bác nhé đấy nhưng mà với uh, một cái mức giá 8 triệu 800 nghìn cho một uh, con uh, đẩy hai kênh của BFA có model là RI 500025 mã này thì với cái chất tiếng này em đánh giá rất cao về chất âm thanh nó cho ra và âm thanh nó rất là sạch sẽ, nó chi tiết, nó không bị ù, không bị tối, không bị om Đấy, tiếng rất là sạch sẽ các bác nhá. Và nó sẽ có hai cổng uh, canon input uh, 1 và 2 và có hai jack trích để các bác uh, cái uh, cái uh, nối uh, đường tín hiệu của loa các bác nhé với dòng loa này thì bắt buộc là phải dùng lưu trích nó sẽ không có uh, cổng đấu nối như những cái dòng uh, âm ly khác đấy còn con này thì bắt buộc là phải dùng uh, uh, hai cổng lưu trích và hai quạt gió các bác nhá nhưng mà quạt gió này là nó là cảm biến nhiệt khi mà nó nóng lên thì nó mới quậy chạy chạy tít các bác nhá đấy nó là quạt này nó là cảm biến nhiệt các bác nhá đây là công nghệ rất là mới của uh, Uh, dòng uh, đẩy này và con này nó sẽ dùng nguồn, nguồn xuyến đồng các bác nhá, nguồn xuyến đồng. Và uh, không lan man nữa thì em sẽ uh, cùng các bác đi trải nghiệm cái chất âm của chiếc uh, đẩy năm nghìn hai là mã này. Uh, và các bác nào thấy clip hay và ấn tượng hãy cho em xin một nút like và một nút đăng ký kênh để kênh ngày một, một phát triển các bác nhé Cũng như là em có những hàng trưng bày à uh, hàng thanh lý về thì em sẽ có một cái mức giá rất là tốt để cho bác trải nghiệm những cái dòng sản phẩm đấy các bác nhé và khi mà các bác uh, liên hệ tới âm thanh tương tiến thì những cái dòng uh, sản phẩm của bf này thì bên em sẽ có một cái mức giá chiết khấu cho bác rất là tốt để các bác trải nghiệm cái dòng sản phẩm cao cấp như này thì uh, không để các bác chờ đợi lâu thì em sẽ lên nhạc các bác uh, trải nghiệm cái chất của tiếng uh, của con đẩy uh, bf uh, xri năm nghìn hai này các bác nhé và đây là chất âm của chiếc đẩy BF XRI 5000 Tiếng rất sạch các bác nhá Nghe rất là phê luôn Thì em đã đi uh, test chất âm thực tế Chiếc uh, XRI 5002 Là mã và này này các bác nhé Và uh, các bác cảm nhận về chiếc đẩy này như thế nào Thì các bác có thể uh, để lại Ý kiến của mình ở phía dưới Comment uh, của kênh uh... À, âm thanh tân tiến các bác nhé Và các bác nào mà cần nâng cấp thiết bị Cũng như là mua sắm những dàn karaoke chuyên nghiệp Để hát karaoke cũng nghe nhạc Thì hãy liên hệ tới âm thanh tân tiến Để được đặt hàng và tư vấn các bác nhé Nếu các bác nào có gần à, à, Khu vực Hương Yên thì các bác có thể qua Cơ sở 1 tại Tân Lập Yên Mỹ Hương Yên Và trục à, đường 5 Của à, Ngã tư phố lối B Thị xã Mỹ Hà của tỉnh Hương Yên để được trải nghiệm Cũng như là à, bên em sẽ tư vấn đặt hàng nếu các bác có nhu cầu có nhé và bên em sẽ kết thúc video tại đây hẹn các bác trong những clip tiếp theo và xin chào